khi mà các bác có một cái clip ngoài rừng ấy, thì cái xác suất nếu như các bác mà có cái trình độ, cái chuyên môn để mà đánh giá được con chim thì cái xác suất các bác mua chim hay nó vẫn cao hơn, nó vẫn cao hơn, tức là các bác có thể đánh giá được hình bộ con chim này, nết đấu của con chim, đó là các bác đã biết. Còn ngược lại, các bác chỉ còn đánh giá về cái những chi tiết của con chim, xem là con chim đó có đúng là con chim tố chất hay không. Tại vì các bác nên hiểu rằng có những con chim ngoài rừng chơi rất hay, nhưng vào lồng chơi rất không ra gì cả, rất tệ. Nhưng vẫn có những con chim ngoài rừng chả chơi gì, không đấu gì, lao bục phát vào đồng bẫy ngay, nhưng vào lồng chơi rất hay. Để cho nên là các bác không phải là con chim nào ngoài rừng chơi tốt mà vào lồng chơi hay đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất rằng là tại vì sao? Tại vì những con chim các lục thủ người ta đã căn cứ giá con chim theo nết đấu ngoài rừng. Đấy, tức là con chim ngoài rừng chơi hay thì thông thường các lục thủ người ta sẽ hô giá cao, đúng không ạ? Còn những con chim mà chả ra nết đấu gì cả nhưng mà nó sẽ mua giá thấp. Thế cho nên các bác phải cần phải đánh giá về chi tiết của con chim, khung hình của con chim và bộ cốt của con chim để các bác có một cái mồi hay để gọt giũa. Đấy, cho nên là các bác ở cái tiêu chí mà các bác muốn mua chim hay giá rẻ thì các bác phải đánh giá được cái đó, tức là bốn tiêu chí: chân, cánh, đầu, mào. Ok chưa? Thì các bác mới có chim để chơi. Chứ còn các bác bây giờ nghe con chim bổi thì một con chim bổi thì các bác cứ mua chim nghe với mua chim kể. Không kể là cao thủ mà tất cả các người bán chim mà các bác mua chim nghe với mua chim kể với mua chim quảng cáo thì muôn đời các bác không bao giờ có chim hay để chơi, đúng không ạ? Cho nên là khi người ta đã bán chim thì người ta sẽ biết được cái con chim đó ra sao và như thế nào trong quá trình nó họ chăm sóc, và người ta đã tách lựa lần từng con chim ra. Đấy, cho nên là rất là khó để các bác tới các bác được những con chim hay giá rẻ. Cho nên là giá tiền bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là con chim các bác đánh giá được hay không và các bác có thích được con chim đó hay không. Tiếp theo đó là các bác có đánh giá được con chim đó đến đâu, điều đó mới là điều quan trọng. Chào anh Phạm Tấn Lợi nhé. Đúng, anh khai sáng cho em trước giờ toàn nhìn heo. Ok, vào anh Quyền nhé. Ok, Bùi Duy Lợi nhé. Bác gửi cho em 10 gói cám Nam Đà Nẵng nhá. Ok bác, có gì bác inbox qua cho em đi. Rồi xíu nữa em tắt lại cho em rep tin nhắn cho sáng mai em đi gửi sớm cho mấy anh em. Em đang đóng đây cho một số anh em này. Sáng mai em mới gửi được. Thế là không mua chim kẻ. Đúng rồi bác Tiên Dương, đừng có mua chim kẻ. Tại vì các bác có thấy con chim đâu. Mà các bác cũng không đánh giá được con chim. Mà các bác cũng không hiểu về con chim. Mà cứ nghe cái lời quảng cáo, nghe chim kẻ. Mà cái đuôi luật đời nào có biết rồi. Muốn bán được hàng là phải quảng cáo hay và nói phét giỏi, phải không ạ? Đấy, cho nên là chẳng có một ai mà người ta bán chim mà ta bảo là con chim này không chơi được hay là con chim không chơi được, con nào cũng VIP, không? Con nào cũng tố chất cả. Nhưng mà quan trọng các bác mua về các bác mới phát hiện ra, đúng không? Ok bác Anh Trinh nhé. Vâng, đúng rồi bác, kể cả các bác mua bất cứ một chim nào, không kể là con chim bổi mà kể cả những con chim cà phê đấu dàn hoặc là những con chim thi thì các bác phải đánh giá được con chim nhá, phải đánh giá được con chim. Chứ còn để mà nói thì nói ai nó cũng được cả, ai nó cũng được cả. Nhưng quan trọng rằng khi con chim các bác cầm về, các bác nuôi nó ra sao và như thế nào thì lúc đó các bác mới ngỡ ra được, đúng không ạ? Chứ còn tất nhiên thì cái người bán chim ấy, cái người bán chim thì người ta sẽ có cái căn cứ và cái nguyên căn của họ. Tức là khi người ta muốn bán một con chim thì người ta phải đăng lên và người ta nói về con chim đó để các bác nhận xét và để các bác biết. Thế nhưng mà người ta nói là cái việc của người ta, đúng không? Đã người ta bán hàng thì người ta phải nói và người ta phải kể. Đó là cái nguyên tắc bán hàng của họ. Nhưng các bác mua con chim các bác mất tiền thì các bác phải là những người tiêu dùng thông minh. Đấy, người ta phải là người tiêu dùng thông minh. Và các bác phải hiểu biết về con chim một chút xíu. Chứ còn các bác cứ mua chim quảng cáo với nghe qua chim kể, với nghe qua chim quảng cáo thì nó rất là khó nhé. Chim nào cũng được, nhưng các bác phải nhìn con chim và đánh giá được nó ra sao và như thế nào. Và một khi mình đã xuống tiền thì mình phải chấp nhận. Đấy mới là cái người chơi thông minh. Và đấy mới là cái công lý mà anh em luôn luôn phải ghi nhớ.
Chứ còn bây giờ các bác cứ mua về cá rồi bắt đầu nuôi vài hôm rồi thấy không ra gì, bắt đầu là đổi trả lại. Thứ nhất là đổi trả lại tốn kém về thời gian, đúng không ạ? Thứ nhất là tốn kém về thời gian, chưa kể là tốn kém về tiền bạc. Tại vì không có ai bán chim mà các bác người ta đổi không không cho các bác cả. Đấy nè, nói thật, không có ai đổi không không cho bác, các bác phải lỗ tiền vốn. Bây giờ các bác mua 5 triệu thì các bác cái gì các bác đổi lại, bác phải lỗ triệu mấy 2 triệu, đúng không ạ? Vậy thì cái đồng tiền đấy là cái tiền mất không của các bác, đúng không? Mà các bác mua những khác thì các bác phải bù thêm tiền nữa là khác nữa. Cho nên là mình phải khôn khéo và mình phải thông minh ở độ chỗ đó. Chào Phạm Văn Cần nhé. Nó bị trúng gió đấy Phạm Tấn Lợi ơi. Nó bị trúng gió nhá. Trúng gió nhẹ. Dạ không bác Cao Dung ơi. Nó mà đã giữ một chỗ thôi bác ạ. Không có vài chỗ đâu. Quán chim chỗ em nó cho ăn sâu quy cả cống. Vâng, đúng rồi, người ta bán chim thì người ta phải làm mọi giá để con chim nó đấu, để ra thái độ để nó bán chứ. Em chào 181 bác nhé. Anh chia sẻ tận tình quá, nhờ thế mà anh em đam mê đỡ phải mất tiền và tốn thời gian. Vâng, ok bác Tài Thiên Nguyễn nhé. Em thấy có một số anh em gọi là cũng tức cười. Thời giờ có một số anh em thấy là mua chim bổi nhé, mua chim bổi. Tức là đi tìm kiếm những con chim về để nghe giọng cũng có. Rồi chim về đấu giàn cũng có. Và một số anh em còn chả biết là cái con sông côn nó là làm sao cả. Cứ nghe sông côn thôi. Cứ nghe sông côn là chim giọng hay, chim Quảng Nam giọng hay. Và đi tìm kiếm một con sông côn về để chơi. Nhưng chưa bao giờ cầm một con sông côn cả. Đấy. Và cũng nghe cái lời quảng cáo của người này, của người kia. Ừ, con chim sông côn đấy. Không phải em nói thật với các bác chứ em đi tìm sông côn còn chả ra hướng đầu các bác. Thật. Em là người chim sông côn còn chả ra đấy. Chứ còn các bác tìm ở đâu ra. Em có con chim thi 7-8 vòng đầu đánh từ từ, chậm cầu, chơi được khoảng 4 phút bắt đầu nó chơi nhiệt và lật cầu nhanh. Săn 4 mặt thì có phải bắt nhịp chậm không hay là chơi càng lâu nó mới bung sức? Không, những con chim đấy là những con chim không phải là bắt nhịp chậm đâu. Mà đó là cái nết chơi của nó. Mà thông thường là những con chim rất hay. Bác Tuấn Nam nhé, thông thường những con chim hay. À không được đâu, bác Lý Ông Nguyễn ơi, không được đâu nhé. Đúng rồi bác Anh Trinh, chính xác. Được, Phạm Tấn Lợi nhá, cũng được. Nhưng mà qua nó có ăn cám không em? Nó có ăn cám không hay là nó bỏ cám luôn rồi? Ui, những con bỏ cám mà nó rất là nguy hiểm đấy Phạm Tấn Lợi nhá. Nó rất là nguy hiểm. Những con mà bỏ cám mà cái này là sai lầm của em đấy. Sai lầm của em. Thứ nhất là về cái linh động của thời tiết là em hơi lơ là về vấn đề đó. Cho nên con chim nó sẽ bị trúng gió trong quá trình trước đó và nó bỏ cám thì thông thường những chim này nó bỏ cám thì nó sẽ không chết ngay. Nó không chết ngay nhưng nó sẽ chỉ ăn trái cây và cào cào, uống nước.
đấy, nó không ăn cám nữa thì nó sẽ yếu chim dần, nó sẽ lù xù chim dần và sau đó nó sẽ chết. Cũng có nhiều anh em tức là có lồng AV ấy, tức là thả vào trong AV và thả bên mái cho nó thì nó cũng sẽ ăn cám lại, nhưng mà nó hồi phục lại nó rất là lâu, nhưng một thời gian sau nó cũng sẽ bỏ lại. À, Phạm Tấn Lợi nhá, nhưng mà thông thường những con chim này thì nó không chết ngay và nó sẽ suy chim, nhưng mà để mà ổn định con chim lại thì nó xác suất nó rất là thấp, Phạm Tấn Lợi nhá.